Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt một đối tượng trong đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ từ tỉnh Bình Dương trốn lên Đắk Lắk. Đó là Tống Thanh Trí, trú tại xã Đờ Lê Giang, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk. Trí là đối tượng bị Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương truy nã về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Cuối năm 2019, Trí đang làm công nhân tại tỉnh Bình Dương và có quen biết với Bàng Văn Phúc, 31 tuổi, ở tỉnh Bắc Cạn. Thời điểm này, Phúc không có việc làm nên đã nhờ Trí làm giả một bộ hồ sơ để đi xin việc. Sau đó, qua mạng xã hội, Trí đã liên hệ với một số đối tượng khác và làm giả hồ sơ cho Phúc. Khi Phúc cầm bộ hồ sơ giả trên đi xin việc thì bị phát hiện. Công an thành phố Thủ Dầu Một ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau đó, Trí đã bỏ trốn. Qua điều tra, công an xác định Trí là đối tượng trong đường dây 7 đối tượng chuyên làm giả các loại giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe, các loại bằng cấp, hồ sơ xin việc làm. Nhóm này đã làm giả 23 bộ hồ sơ, giấy tờ các loại. Mỗi bộ hồ sơ, các đối tượng thu của những người mua từ 5 đến 10 triệu đồng. Sau khi các đối tượng trong đường dây trên bị bắt, Trí đã bỏ trốn đến một buôn vùng sâu ở xã Eson, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, thì bị Phòng Cảnh sát Cơ động bắt giữ, giao cho Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục xử lý.